không? Vậy là má bù lo chuyện này đấy hả? Ừ. Má muốn không? Muốn. Con đi ra ngoài kia 9 tháng 10 ngày sau con đem về cho má 5-7 đứa tha hồ bầu bồng. Tao muốn có cháu đến tôn đàng hoàng, tao không muốn thôi con rớt mày. Dân chơi sợ con rơi. Đúng rồi, dân chơi không có sợ con rơi đúng không? Nhưng má chỉ sợ con rơi, không phải của dân chơi. Quê nha. Gì quê? Quê đó. Má má nói vậy sao mà con dẫn đứa nào về má cũng lắc là sao? Dạo này má lắc hơi nhiều á, uống thuốc lắc phô. Bậy bạ, má con khỏe mạnh đời nào cũng uống như thú nào không có đâu. Chắc không, má thề đi. Có, mà hồi trẻ, mà không phải uống thuốc lắc. Biết rồi, thuốc ngừa thai phô. Tao không uống thuốc ngừa thai, tao đẻ cho mày 20 đứa em để con. Mà giờ làm sao nè, giờ muốn kiếm dâu phải không? Ừ. Vậy tại sao con dẫn con Xuân Mỏng về? Con nhỏ đó tính tình nó đàng hoàng, mà má cũng chê nữa. Con Xuân Mỏng? Trời đất ơi, con gái con đứa gì mà dẹp lép như tấm văn ép ho lao yếu tướng không được. Thì nếu mà nó chết thì con mới kiếm được đứa khác. Trời. Ai như ba ở chung với người chén. Con nghĩ đi, mày á thì cao nhồng như cây tre miễu, con nhỏ đó thì nhỏ xíu xiu. Hai đứa bay lấy nhau đẻ con hả? Cao lắm nha, bằng chiếc đũa ăn cơm là cùng. Con cưới của má cưới không má lo? Sao không lo? Trời ơi, đàn bà con gái gì mà trước sau như một hả? Là sao? Là ngoài trước giống nhau, cái lưng, hai người hai lưng đó con, xẹp lép á. Con có quan trọng chuyện đó mà má cứ. Sao lại không quan trọng? Má muốn có cháu nội. Bây giờ con nhỏ đó yếu tướng gì sao nó đẻ chữa. Mà nó có đẻ đi nữa đó, còn eo uột khó nuôi. Trời ơi, tốn tiền lắm không có được. Giờ ông chịu Xuân phải không? Không. Vậy cho con cưới bé Trang đi. Bé Trang nào? Bé Trang Thành Làng đó. Bé đó. Nhỏ đó nó hơi tròn chút mà không sao. Con nhỏ vô duyên đó phải không? Sao vậy? Trời ơi, không vô duyên sao được. Bữa sinh nhật của má, nó tới đây nè, nó không có tặng gì cho má hết trơn. Tự nhiên đem tặng cho mày cái đồng hồ là sao? Đồ con gái con đứa vô duyên, vô ý, vô tứ à. Con thấy nó được mà. Bây giờ má chê con Xuân ốm yếu, giờ con nhỏ nó tròn vậy đó, bỏ đói nó 3 tháng nó cũng không chết nữa. Con nói nha, con gái con đứa không biết đai ép gì hết trơn á. Ăn riết mập ú như cá bóng mú nha. Nó ăn kệ nó. Sao con thích kệ vậy? Mà má không thích. Trời ơi, tự nhiên con gái con đứa gì mà trộn do những cái hộp vịt lộn nha. Má nói con nghe, mỗi lần nhìn cặp giò của nó hả, tự nhiên má thèm nước mắm đường. Là sao mắc mới gì mắm đường đây? Hai cái bắp chuối nó y như hai trái xài tượng vậy đó. Trời ơi, thì chân người ta bự người ta mới khỏe. Khỏe gì? Trời đất ơi, chưa kể nha, cái lưng tôm tôm. Trời ơi, nó đẻ sồn sồn, mỗi năm mỗi đứa tiền đâu mà nuôi. Đó đó, má thấy không? Con Xuân má chê đẻ không được. Giờ con Trang nó đẻ nhiều má cũng không chịu nữa. Giờ má không chịu thì vậy cho con cưới con Huệ đi. Nãy mày nói con Thảo, giờ mày nói con Huệ. Nhiều quá quên. Con Thảo lùn, đúng không? Ừ. Tại sao má không chịu? Con gái con đứa gì? Có một thước mốt năm phân à, trời nó có lùn xịt không được. Má coi là coi má ăn nhiều. Tao cao hơn nó 2 phân mày. Nhiều quá. Ừ, chưa kể nha, con gái con đứa mà ra đường đi chân 10 giờ 10. 10 giờ 10 lần sao nữa? Lại đi dưng xà bát đó. Bên này chỉa cái, bên này chỉa cái, bên này chỉa cái, bên này chỉa cái vậy nè. Khó coi gì đâu á. Nói thiệt nha, nó mà có bầu ha, trời ơi cái kiểu đứng của nó vậy hả, cháu nội má chưa đẻ nó đã lọt xuống đất rồi. Trời ơi, thì trời xin cái tướng người ta vậy mà. Bây giờ má chê. Giờ má chê nữa vậy thôi đó. Con Huệ đó, con Huệ mới quen đó. Nhỏ vậy hả? Ừ, khoe của chút thôi. Trời ơi, con gái gì mà ốm vô mà hai cái này bự như hai trái dưa hấu vậy đó. Đồ thiệt đó má. Giỡn hoài, má đồ giả nè, má biết hết trơn đó con. Trời đất ơi, má size 34 nè. Mà con nhỏ nó dám size 36 đi, nó dám lớn hơn má mấy size là má sao mới chịu. Ở đây là má vô địch bự rồi. Về tại cái đó không chịu đó hả? Không chịu. Con gái gì mà ra đường ẩn ẩn cái ngực. Trời đất ơi, khó cái ngực xé gió đi trước, cái mông lả lướt theo sau, mình xà uống thuốc dâm đảng khó coi. Bực rồi nha. Trong đám bạn có nhiêu đó đứa à, đứa nào má cũng chê, má làm đi, tính cho tính. Ôi trời ơi, má nói con nghe,
má muốn kiếm cho con một người vợ lý tưởng đó con. Ít nhất cũng đẹp như má vậy đó. Phải không? Ừ. Còn vụ lý tưởng đó chắc hả họ hỏi ba quá. Sao con biết? Trời, má nói con nghe. Con gái con đứa mặt mày phải tươi tắn ha. Mắt phải long lanh, mũi phải thanh tú, cái miệng phải. Trời ơi, đòi hỏi nhiều vậy đi kiếm hoa hậu cho con đi. Khổ ghê. Bây giờ nó mệt rồi nha. Vừa phải thôi nha. Kiếm vợ cho con phải kiếm vợ cho má. Con muốn làm gì con làm đi. Mệt quá à. Ê má. Gì? Con quên. Gì? Còn đứa nữa. Con nào? Con Quyền á. Quyền nào? Con Mỹ Quyền đó. Nó sao con? Nhỏ giống mấy Trang à. Đẹp phải không? Không. Giống cái miệng. Đẹp phải không? Cũng không luôn. Chứ sao? Cái miệng non stop. Là sao? Là nó nói hoài nó không biết mệt. Trời ơi. Thiệt hả con? Ừ. Trời ơi, vậy có đứa giống má rồi hả con? Phải, phải. Wow, má mừng quá, nãy giờ không chịu nói. Đó, ít nhất con dâu phải nói nhiều với má, má mới chịu. Kêu kêu nó đi, kêu nó đi. Kêu liền luôn phải không? Kêu kêu phone này má kêu cho số mấy, số mấy, số mấy. Đi, 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 đi. Số mấy, số mấy? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, bùi đầm già si. Mày đang đánh bài hả mày? Thì má, tào lanh thì má cầm má gọi luôn đi, má nói chuyện đó luôn. Kêu khổ đi quá. Giỏi giỏi con. Để từ từ rồi gọi. Alo. Alo. Ai vậy? Tao. Tao là đứa nào? Má mày. Trời ơi, má kỳ cục quá à. Nghe nữa không gọi đâu nha. Alo. Mỹ Quyền hay em? Mới đọc tin tức phải không? Đọc tin xong làm cái gì nè? Trời ơi, đừng có tắm, tắm lâu lắm, rửa chút rồi qua đây đi. Anh có chuyện gấp đó. Mà anh dặn nha, nhớ mặc quần. Không phải, em cũng ham mấy chuyện không. Ý là đừng có mặc mấy cái zip ngắn cũng cỡ như mấy bữa trước. Ừ, qua liền đi anh đợi đó. Rồi, bye. Nó lại liền không con? Nhà nó gần đây má ơi. Trời ơi, không má ngồi má đợi dâu tương lai của má luôn nha. Thôi đi má ngồi đây nó không có tự nhiên. Cho má ngồi má đợi nó má nóng ruột quá à. Dạ má muốn dâu không? Muốn. Vô. Vô. Cái cho tự tin đó, vô giỏi giỏi nha con. Nhớ nha, má đứng đây má nghe nha. Cái phone. Vô duyên, tưởng là cái gì. Cái phone mới mua em ngồi bậy bạ dập nát hết rồi. Nát thì mua khác. Em á nha, cà rỡn hoài à. Hôm nay gọi em qua đây á là bàn chuyện tương lai hai đứa đó. Giỡn hoài. Trời đất ơi, đây là chuyện quan trọng đó hả? Ờ. Hai đứa mình làm gì có tương lai mà bàn. Thì nếu có duyên có nợ cũng thành vợ chồng được vậy. Nợ thì có, chứ duyên ở đâu mà ra. Anh cứ nghĩ đi, hai đứa không nghề không ngỗng lấy nhau rồi bốc cá ăn hả? Ủa Honey, mắt của anh bị cái gì ạ? À, nhìn chó mắt lẹo phải không? Ôi lẹo liếc vậy đây, không biết sao hôm nay mắt trái anh nó cứ giật vậy hoài à. Honey cho coi coi. Sao? À em biết rồi. Sao? Thường đó người ta nói con mắt trái mà giật á là con mắt phải sắp bị bầm đó. Trời ơi mệt em quá. Giỡn hoài. Nói thiệt em nghe nè. Má anh á muốn anh cưới vợ á, nên muốn dẫn em về cho má coi mắt. Cái gì? Anh có giỡn mà không đây? Thôi đi. Má anh khó như quỷ. Ai mà sống như bà nội. Ơi không có đâu. Tại vì á anh là con một, vậy bà thương anh nên bà mới vậy thôi. Thôi. Nhìn cái mặt của bà một lần là em đã mất cảm tình rồi. Thấy ghét. Mà nè, em nói cho anh biết, má của anh hả, nhìn ai là như muốn ăn tươi nuốt sống, y như mấy ông bộn nhậu nhìn thịt chó.
Ủa mà sao kỳ vậy? Cưới vợ cho anh hả? Vậy sao anh không lựa mà để cho bà lựa? Vậy là bà thương bà chứ bà đâu có thương anh không? Đúng không? Thì bà thương ai kệ bà đi. Nhưng mà anh cũng phải dẫn em về cho má coi giò coi cẳng chứ. Cái gì? Bộ bà nói em là gà đá hay sao mà có giò coi cẳng? Vừa phải thôi. Trời ơi, em à, thì má cũng phải chịu mới có chuyện đám cưới chứ. Nếu như bà chịu mà em không chịu thì sao? Anh nói em nghe nè, má anh á, bà khó lắm. Anh đem bao nhiêu đứa về, đứa nào bà cũng lắc đầu hết trơn á. Nhìn tới nhìn lui, còn có mình em là giống y như bà. Là bà hết lắc, đúng không? Thiệt á anh? Ừ. Anh thấy em giống má anh á hả? Y chang luôn. Vậy là số em xui rồi. Cái mặt em nó có vô duyên như vậy. Không, cái mặt em có duyên lắm. Ở gần em riết á, anh thấy em y như má anh vậy đó. Ờ, anh nhớ đi nha. Mai mốt em mà về ở với anh hả, anh phải kêu bằng má nha. Anh kêu em bằng ngoại luôn. Vậy sao không nói trước? Vậy thôi honey, bây giờ em về trước nha. Rồi tối nay em xách vali qua ở luôn nha honey. Ừ, về đi. Bye honey. Mệt quá. Ủa, mà quên nữa. Honey, quên. Cái gì nữa bà? Cho em hôn một cái coi. Ôi thôi, đi về đi. Đi về đi, bữa khác, ok, bữa khác. Rồi, bye honey, bữa khác. Bye honey. Chịu không? Trời đất ơi, con nhỏ này nó giống má quá trời luôn vậy đó con. Chịu không? Chịu, má thích loại con gái gì đó. Hễ mà có trai chịu cưới là vé đi bụp chụp liền, đừng để nó vô. Hồi đó má cũng bụp ba vậy đó hả? Chứ sao? Trời đất ơi. Nhưng mà hồi còn trẻ con, trời thiếu gì người đòi cưới má. Dương tôn công tử cũng có, đẹp trai con nhà giàu, học giỏi cũng có. Nhưng mà cuối cùng tao lấy ba mày. Tại sao vậy? Có ai chịu cưới tao? Lãng xẹt. Bây giờ má chịu nhỏ này rồi. Ngồi đây, má kêu ba con đây, má quyết định cưới con nhỏ này. Thôi, má nói gì má nói với ổng đi. Con giữ ổng lắm, con đi vô á. Thôi thì con không nói ổng đâu. Ok, để má nói chuyện với ba con. Ông ơi. Ông ơi. Ra nói nghe nè. Cái gì mà bà lại bãi ôm xồm ngoài này vậy bà? Thấy cái tướng đi không? Mà tôi cũng dị ứng. Tướng kỳ quá. Tôi nói ông nghe nha. Vụ gì? Nhà mình đúng là có phước ba đời ông ơi. À, trúng số độc đắc hả? Trả tôi 200 đi. Vô duyên quá. Tôi nói còn hơn là trúng số nữa. Tôi tìm được con dâu lý tưởng rồi. Cái chuyện này nó đâu có liên quan gì tới tôi. Sao không liên quan? Tôi nói thiệt nha, con nhỏ này á, mà lần đầu tiên ông thấy đó, ông hổng giật mình tôi làm con chó. Ê thôi đừng nha. Tôi bây giờ là lỏng gân lỏng cốt hết rồi. Bà làm con chó có nước tôi làm cục siêu quách cho bà gặm thôi à. Đây á, là tôi muốn chia sẻ với ông. Thôi bà khỏi chia, bà sẻ mình bà đi. Nói chuyện móc họng không à, bực bội quá. Tôi nói ông nghe, con nhỏ này nha, nó đẹp y như tôi. Ông thấy trời ơi, nó đẹp quá trời đẹp y như tôi vậy đó. Ủa, nếu mà con nhỏ này nó đẹp đó, thì nó đâu có giống bà. Mà hễ mà nó giống bà thì nó đâu có đẹp. Tôi nói nó giống từ hồi con gái, phải nói giống bây giờ. Ê, cái này tôi nói thiệt với bà nha. Cái hồi bà còn con gái đó, tôi đâu có biết bà xấu hay đẹp. Là tại vì cái lúc tôi quen bà, tôi cưới bà về đó, là bà đâu còn con gái. Ông vừa phải thôi nha ông kia. Trời đất ơi, ăn nói kiểu móc họng không à. Chuyện bao nhiêu năm rồi có nhắc lại hoài à. Chá già ó đâm. Tôi nói ông nghe, bữa nay tôi quyết định tôi lấy nhỏ này rồi. Tôi cưới nó làm dâu cho tôi. Mà bộ nó có cái gì giống bà hả? Ngoài cái nhan sắc đẹp lộng lẫy giống tôi, nó còn giống cái tính tình tôi y chang. Trời đất ơi. Dễ thương, hiền lành, nhã nhặn, hoạt bát, duyên dáng. Mặt mày nó giống bà rồi. Mà cái tánh nó giống y chang bà luôn. Chà, cái này căng ha. Rồi bà nói hết chưa? Hết rồi. Bà nói hết rồi, bà bình tĩnh nghe tôi nói nha. Bình tĩnh. Ở đời cha mẹ nào không thương con phải không bà? Đúng. Mà huống hồ gì á, tôi với bà chỉ có một thằng con trai duy nhất. Đúng.
mà thương con đó, thì mình cũng phải muốn cho con mình có một cái tương lai nó sáng rạng, nó hạnh phúc, phải đúng, không bà? Đúng, 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 đúng. Tôi cũng vậy nè. Lúc cha mẹ tôi còn sống đó, ông bà cũng muốn tôi có một cái tương lai sáng lạng, hạnh phúc. Không thành nhân thì cũng thành thân. Đúng. Mà đâu có ngờ đời tôi nó thành thân mẹ nó rồi. Bởi vậy tôi đâu có muốn cái thằng con trai của tôi đó nó đi theo cái vết xe đổ của tôi. Bà hiểu chưa? Quân, Quân đâu? Con ra đây ba biểu. Tao kêu mày ra mày thọt tay túi quần không mày? Tao thọt cái tay vô họng mày bây giờ à. Bởi vậy ba nói cho con biết, bạn bè của con thương đứa nào, con thích đứa nào, con về nói với bà đi cưới nó cho con. Cho dù xấu đẹp cũng không thành vấn đề, hay là cho dù con nhỏ đó không giống ai cũng không thành vấn đề. Nhưng mà nếu nó giống mẹ của con đó, sao mình? Thì nó không bao giờ. Trời. Nghe chưa má? Trời ơi. Men không? Men không? Mệt. Trời ơi, sao tay mình men dữ vậy mệt? I like it, I like it, I like it. Im. Cầm. Mệt. Ninh. Bà trời biết ơi. Tại sao tôi không men không? Sao mình? Tại vì tôi bị cái vú men của bà nó đè tôi 20 năm nay rồi. Cho nên bữa nay nè, tôi mới lòi cái men ra cho bà thấy nha. Bây giờ tôi nói cho bà biết. Dạ. Người ta nói đó, xuất gia tòng phu. Dạ. Mà xuất gia phải tòng phụ. Dạ. Người đàn ông là trụ cột của gia đình. Đúng, 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 đúng mình. Nghe chưa? Nghe. Cái cột này nè, nó quẹo 20 năm nay rồi. Tôi phải dựng cái cột này nó đứng lên để tôi lập lại cái tôn ti trật tự của cái căn nhà này. Hiểu chưa? Dạ. Từ đây về sau tôi nói là bà phải nghe. Dạ. Không có được cãi, nghe chưa? Dạ trời ơi mình ơi, phải 20 năm nay mình chửi em vậy, em đâu có dữ dằn như vậy. Em thích quá mình ơi, trời ơi mình chửi em dài dài nha mình. Quân, ba con làm má tỉnh rồi. Bây giờ con lấy đứa nào cũng được, giàu nghèo là đẹp hay tẹt xấu gì cũng cần biết, nhưng mà với điều kiện không giống má. Má hứa nha. Hứa. Đứa nào cũng được hết á. Nhưng mà phải nhớ câu ông bà mình dạy nha. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về nghe con. Đúng rồi đó con. Dạ. Lấy vợ về con phải dạy nó từ lúc ban đầu con dẫn nó về. Không, nếu con dạy nó không được thì để nó dạy con. Lộn. Nếu con dạy nó không được thì để ba dạy, nghe không? Dạ. Vợ giỏi không mình? Ừ, giỏi lắm. Tối nay mình thưởng vợ cái gì? Ê, con cái đứng đây bà nói bậy bà. Cái gì vậy? Bà làm tôi thèm bà. Nói giỡn ăn sushi chứ bộ. À, ăn sushi được. Ừ. Được rồi, để dẫn hai mẹ con đi ăn sushi thưởng vậy cho mẹ con. Ha. Ừ. Rồi ăn sushi xong cái mình vô bên chân gà, mình kéo máy. Cái gì? Kéo máy hả? Dạ. Đi. Anh Năm ơi, anh có nằm trong hoàn cảnh của tôi anh mới biết mình cũng là gà trống nuôi con, mà đỡ hơn tôi là anh có con trai. Trời ơi, tôi phải biết làm sao đây? Mày biết mày phải nói đi chứ, mày nói hoài lòng vòng hoài ai mà hiểu. Thì nó có chuyện tôi mới làm vậy chứ tôi làm vậy làm gì? Nó bị nữa hả trời? Mày thấy tao giống con vịt cổ lùn chứ? Tin núp vậy nó có thấy tôi không trời? Trời ơi, vậy là đủ một cặp rồi. Tao giết mày chết, tao giết mày chết. Không, bây giờ vậy nè. Con anh còn đó, anh kêu nó ra đi hỏi cho ba mặt một lời đi. Mày được rồi, tao kêu thằng Được ra, tao giết mày. Kêu được! Đi. Phải Monique! Sư phụ Mô Khô. Trời. Trời ơi, ở nhà không đi bay tới hàng xóm được. Đó ai con, con ra nông nổi đây con. Hả? Con anh đó rồi, con tôi đâu? Con nè tía. Mày về đây. Trời ơi tía ơi, con tìm đường hoài mới được đây nè. Giờ không có đường lên chui mày dưới đi đâu vậy nè. Đó bây giờ có ba mặt một lời đó. Nói. Được rồi, con nói cho mọi người biết luôn. Mày nói cho tất cả. Một nhà nó ở đây nha. Bà muốn nói gì mà nghe.
Rồi, mày nói đi. Chịu hôm bữa cái đâu tao không nhớ, mày nói rõ ra. Có định nói rồi. Trời ơi, đàng hoàng. Cái gì đó tao nói rồi. Hết hiệp ba. Nói tía. Tía. Rồi rụng nụ. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knock out. Được, con vô địch. Vô địch cái gì? Sao giống có trở đài. Tía con ngủ, tía con mệt là ngủ vậy đó. Thôi nói vậy là nãy giờ nói qua là chưa nói gì hết. Ủa nói chi nữa? Thôi thôi thôi. Tía ơi, bây giờ nói tía. Dạ tía nói tía. Dạ tía nói tía. Tía tía. Bữa tía nói tía. Tía nói tía. Tía nói tía. Đứng lại cho nói. Đứng lại cho nói. Tía. Không có được. Tía. Đứng lại. Đứng lại. Nghe anh đừng có nói cái chuyện. Đi qua bên kia. Bây giờ nói cho tía nghe sao. Trời ơi tía. Tía mà đứng lại cũng nói được. Đứng lại rồi ha. Trời ơi cũng xinh anh mà. Mè. Ồ sao mới tía mới hiệp hai mà rụng nụ sớm quá con. Trời ơi. Bây giờ giờ tôi nói ra cũng không được mà không nói ra cũng không được là tôi xin anh mà nói ra là tía tôi giết tôi chết. Bây giờ vậy đi, tôi tính vậy là anh giải thích với tía anh, tôi giải thích với tía tôi. Chị đem tía thì về đi. Tía, tía. Về 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 về. Về tía ơi, tía. Về. Hả? Xong rồi. Về giãn tuồng hả? Giãn tuồng rồi, giãn tuồng rồi. Sao đi đi coi thằng nữ dân ngủ linh kỳ mà mới nghe cành xong ta xỉu mất tiêu. Bởi vậy con về gì? Con phải kể cho tía nghe. Tụi về con kể cho. À. Tía ơi vậy tía ơi. À, ai thắng con? Thắng thua gì ở đây? Tía thắng rồi trả nóc ao không con? Trời. Ủa về hết hả? Ủa nói vậy nói chưa? Có ai chưa nghe đâu mà nói. Nó không nghe thì nói cho tía nghe. Tía qua tía chửi gia đình đó. Bây giờ tía muốn nghe không? Muốn. Bây giờ tía muốn biết cái người lấy đôi bông tai mình là ai không? Muốn biết. Cha con xấu ảnh à. Còn nữa, Chị Mốt đã bắt con với người khác làm sao gả con với chị được. Cái này mới knock out thiệt hả? Tía. Tía ơi. Tía. Đi đâu đây? Anh ơi, em qua báo cho anh tin mừng nè. À, tin gì vậy? Tụi mình sắp được ở gần nhau rồi. Hai đứa mình? Dạ. Ở gần nhau? Dạ. Được rồi. Gì vậy? Không dám đâu. Không, thiệt mà, em nói thiệt á. Thôi, bây giờ anh chịu khó anh nói má. Qua nói chuyện với ba em một lần nữa đi. Xong rồi á là hai tụi mình được ở gần nhau ạ. À. Thôi, qua bển để cho ba em chửi má anh nữa. Không có chửi nữa. Trời ơi, ba giờ đổi tính rồi. Ba đổi tính một mình em biết thôi. Anh với má sao biết? Không, em nói thiệt mà. Bây giờ á, ba em ở bển á là chỉ mong có một mình má anh qua rồi nói chuyện hai tụi mình thôi. Anh nói không được là không được mà. Tự nhiên cái đặt người ta. Bởi vậy không có thương con gì hết. Em nói thiệt với anh nha, ở nhà hả, con mình hả, trời ơi, ngày nào cũng vậy, từ sáng đến chiều hả, cứ nói chứ mẹ ơi, con nhớ bà nội quá, con nhớ bà nội quá. Con mình mới gặp bà nội nào đâu mà nhớ. Quên. Không, nhưng mà nó nhớ anh. Trời ơi, anh biết sao, từ sáng đến chiều luôn, không ăn không uống gì, ngồi hả cứ thẫn thờ vậy nè, nói trời ơi, sao con nhớ bà quá, con nhớ bà quá. Con nhớ bà quá, con nhớ bà quá. Dạ. Ba cũng nhớ con nữa. Thấy thương lắm anh ơi. Từ sáng chiều nhắc ba hoài vậy đó. Con mình mới có tháng mấy sao biết nói. Sao em quăng quá vậy? Không phải. Anh ơi, em thấy mà. Mắt con mình nói lên điều đó, em nhìn thấy. Con của mình có mắt biết nói hả? Mắt y chang mắt anh lồi ra một cục vậy đó. À vậy hả? Anh, bây giờ sao anh? Bây giờ em bình tĩnh đi. Má đâu, má đâu.
Bây giờ anh phải dũng cảm lên. Ừ. Anh thuyết phục má qua nói chuyện với tía em một lần nữa. Ừ. Nhớ không? Nhớ. Nhớ nghe không? Bây giờ em về. Em về bởi em đợi nghe không? Ừ. Nè, qua liền nha. Lẹ lẹ nha. Em đi nha. Cẩn thận nha. Má ơi. Má má. Cái gì vậy? Má má má. Đi đi. Con đi, làm đi. Cái gì giống như nhà trái vậy? Đi đi lẹ đi lẹ. Đi đâu? Đi qua nhà bác Sáu Bảnh. Trời đất ơi, mày điên hả? Qua bển cho cha già dịch giật nó cho chửi tao hả? Mày có điên không? Vậy là má không có thương cháu nội của má. Con nói gì kỳ vậy? Cháu nội của má mà không thương, má thương ai? Cháu nội của má hả? Nhắc má hoài luôn á. Cái gì? Cháu của má nhắc má hoài. Tối không ngủ, không ăn, không uống gì hết. Trời ơi, tội nghiệp cháu. Nói không? Nói như sao? Con nhớ nội quá. Con nhớ nội quá. Nội ác lắm, nội ác trời lắm. Trời ơi. Con nít còn biết má ác nữa. Trời Phật ơi. Nó có thằng mấy mà sao nó chửi má dữ vậy con? Không. Con của con á, có cái mắt biết nói. Cái gì? Ừ. Con của con có cặp mắt biết nói. Dạ. Lạ quá ha. Bây giờ con là con của má nè. Dạ. Má nhìn vào cặp mắt của con. Sao má? Tại sao con xạo quá vậy con? Mày vừa phải thôi nha. Tao nói tao không qua là không qua, mày biết chưa? Nhưng mà ở bển có một người đang trông ngóng má mà. Ai trông ngóng má? Bác Sáu Bảnh với ai? Sáu Bảnh hả? Ừ. Ai nói với con hả? Mốt mới qua đây nói nè. Nó mới qua đây nó nói. Ừ. Thiệt vậy hả con? Thiệt. Trời ơi, lượm ơi là lượm ơi. Sao? Trời ơi, má suy nghĩ đâu thì đúng đó, má có cái giác quan. Không cần phải qua nhà Sáu Bảnh. Thế nào cha Sáu Bảnh cho con giác cái mặt cho qua đây. Con tin má là như vậy. Nếu bác Sáu không qua thì sao? Nếu mà bác Sáu không qua thì má với con qua nhà bác Sáu. Má hứa với con. Trời ơi, má là má của con thì má nói má phải giữ lời. Quang hô má. Con ơi. Hôn má một cái. Con vô tắm ngựa. Tao vô tắm ngựa đi con. Dạ. Nè 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 nè. Dạ. Con cho con uống thuốc cho mạnh khỏe rồi má qua nhà bác Sáu nghe con. Trời luôn. Trời giỏi quá. Con vui là má vui rồi con ơi. Trời ơi con của tôi. Ủa ai đây? Chào con. Con ai ạ? Má ơi, tao không nhận ra hả? Con là con gái nhỏ của ông Sáu Bảnh nè. Ủa con của ông Sáu Bảnh nè. Dạ. Chà lớn sợn quá. Con ngồi đi con. Dạ tắm rồi. Sao có chuyện gì con qua đây vậy? Tám ơi. Hả? Tía nói là mang cái gói quà này qua đó. Nó là coi như là tía tặng cho Tám. Hả? Tám nhận cho tía vui. Của tía con tặng dạ, cho Tám. Dạ. Thôi bây giờ Tám nhận cho tía con vui. Dạ con. Dạ xong. Thôi Tám đã nhận rồi nha. Đừng có giận nữa nha. Giận gì? Chứ con báo tin. Thôi thôi khoan khoan. Con đừng có về vội. Con ngồi đây đi. Để vô cho con Lượm nó hay ra nói chuyện với con. Nghe rồi con. Dạ. Đi. Đây Lượm à. Lượm. Ủa cái thằng này mới đây theo đâu rồi? Ơi tía ơi, con thích người ta thì tía bắt con tới đây làm sao vậy? Cái người con thích không? Ủa ý à ui dạ. Ui dạ anh có sao không? Ui dạ có sao không? Không sao không sao, dân ruộng mà mấy cái này chuyện thường. Đi bình thường được mà. Có sao không? Không sao mà. Có dồi hả? Có dồi. Anh kêu em gì vậy? Tên dồi thôi. Trời ơi em nói với anh nhiều lần rồi, em là con gái đó, anh kêu cái tên em phải kêu cho đàng hoàng đi. Anh mà kêu như vậy hả, đi ra đường á người ta nhìn á, người ta nói em là con dồi á. Tôi biết mà tôi phát âm không có được. Không sao đâu, cái gì mình cũng phải học hết. Thay em chỉ cho. Nhưng mà trước tiên anh học á, em muốn hỏi á, anh có cái lưỡi không? Ai không có lưỡi? Hỏi kỳ quá. Rồi thay lè lưỡi ra. Lè lưỡi. R R Okro Okro Ikroi Ikroi Quyền Kroi Quyền Dồi. Rồi bó tay. Nó không có được mà. Thì nhớ bó tay rồi thôi, muốn kêu gì kêu. Nói nghe nè. Nghe. Khỏe không? Em khỏe. Anh khỏe không? Khỏe. Lâu mới gặp ha. Thế đừng nhìn đợi. Nhìn kỳ quá rồi. Kỳ quá. Kỳ quá. Nhìn gì. Nói nghe nè. Nghe. Lâu quá mà mới gặp á. Có dồi ơi. Ơi. Tôi tưởng đâu á, tôi với dồi gặp nhau ở nhà dồi á, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Ai ngờ hôm nay được gặp ở đây kỳ quá. Kỳ quá. Mắc cỡ à. Thì có dồi á, tôi vui giống, có dồi có vui giống tôi không? Tôi đâu có khùng. Sao mà tự nhiên nghĩ tưng tưng lên vậy hả? Tại tôi vui á. Thôi nói nghe nè, lại đây.
em hỏi nè, em nghe tía nói á, là tía với chị em á, về nhà anh rồi người lớn hiểu lầm rồi gây lộn, mà cái chuyện đó có không vậy? Trời ơi, có. Tôi tưởng đâu chuyện đó chỉ xảy trong giấc mơ, ai ngờ nó xảy ngoài đời thiệt luôn. Chết rồi, chuyện mà xảy ra như vậy rồi, em hỏi thiệt nha, anh có buồn không? Buồn sao không buồn, mà người tôi buồn nhất á là Dồi á. Ủa sao buồn tôi vậy? Dồi vô tư á. Tôi để ý Dồi thì Dồi không biết gì trơn hết trời á. Tôi còn định thưa tía với tôi á, cưới Dồi làm vợ nữa kìa. Nhưng mà bây giờ thì không được nữa rồi. Tại sao vậy? Cứ mỗi lần tôi nhắc tới tên Dồi với tía của Dồi á là tía tôi chửi dữ lắm. Tôi biết mà, tôi bây giờ cũng đâu có giống như anh thôi. Ở dưới quê á, cứ mỗi lần á tôi nhắc tên anh hay tên tía anh á, tía tôi cũng không có chịu. Anh được à? Anh được biết không? Tôi trông gặp anh mấy ngày nay đó, tôi muốn nói với anh vậy nè. Tuy á là hai đứa mình mới quen với nhau trên chuyến xe mình về quê mình, mà tôi thấy á anh thiệt bụng lắm, anh tốt nữa, không quen không biết gì tôi hết á mà nhận tội cho tôi, bị tía tôi la, né một chút xíu nữa tía tôi giận tía tôi đánh nữa, cho nên tôi xúc động lắm. Tôi nói anh đừng có cười tôi nha, tôi cũng có cảm tình với anh nữa. Anh được à, nhưng mà tôi lo lắm, tại vì người lớn á cứ gây lộn với nhau hoài như vậy á, tôi sợ cái chuyện của mình không có xong. Cho nên tôi trông gặp anh á, anh là con trai nè, anh quyết định đi. Anh tính như sao á là tôi nghe lời anh hết á. Anh tính đi anh. Bây giờ cô Dồi cho tôi quyết định phải không? Dạ, anh quyết định đi. Bây giờ Dồi thương tôi, Dồi nghe tôi quyết định nha. Dạ. Bây giờ tôi quyết định vậy. Dạ. Không mấy tôi bỏ Dồi tôi lấy người khác đi ha. Ui chà. Làm gì vậy? Làm gì bỏ tôi vậy? Sao anh cho tôi xuống sông vậy? Tại sao anh bỏ tôi? Thì muốn để người lớn khỏi gây lộn tôi mới làm như vậy thôi. Người lớn gây lộn mắc cái gì tôi bị bỏ hả? Gì giờ biết tính sao? Tôi nói thiệt với anh á, anh là con trai mà anh hèn như vậy, anh hiền quá, anh yếu mềm như vậy tôi cũng không thích đâu. Tôi giận quá tôi bỏ anh luôn. Ai Dồi đứng lại, tôi tỏ bày tâm sự này. Dồi ơi, Dồi ơi, có lẽ thượng đế xin tôi đã nhầm ngôi sao sâu. Anh có lẽ tha rồi đó. Hát dở quá bỏ luôn. Ê Dồi ơi, Dồi ơi, có Dồi, Dồi ơi, Dồi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm dương dân mai người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, mà hương thầm dương dân mai người đi. Thư phù ngô khó. Đợi tí con, đợi tí. Em lên tí ơi. Trời ơi, không nhận bác. Ô, mày hát dở quá à. Bởi vậy người ta bỏ con rồi, tí còn chọc con nữa. Trời ơi, tí nói cho con nghe nè, ngày xưa mà tí lấy được má con là cũng nhờ 6 câu giọng cổ á. Ha, mày ca gì đâu, người ta bỏ mày là phải rồi. Bây giờ tí dạy nè, dạy một lần cuối cùng nghe rồi không bao giờ mà tí dạy lại nghe chưa? Dạ, nè. Tí dạy ví dụ đâu? Như con gái người ta bỏ đi. Dạ. Con mạnh dạn la lớn cho cô ta đứng lại. Dạ. Em! Người ta đứng lại bắt đầu quất câu giọng cổ. Dạy cho con. Em ơi, có lẽ thượng đế sanh anh ra và đặt tranh nhằm một ngôi sao xấu quắc. Hả? Xấu được rồi, còn quốc kim chữ quắc cho nữa ha. Quốc chữ quắc cho nó thê thảm. Hay quá à. Thế cho nên đời anh cứ lao đao khốn khổ, chứ xin một lần yêu em mà không nói được nên là. Hay quá ta. Hết rồi mà. Con già rồi mà. Thì giỡn hoài luôn á. Giỡn gì mà. Người ta vậy còn giỡn được nữa. Ê bạn nhỏ thấy dễ thương á. Hả? Xứng mày á. Nó tên gì á? Tên Dồi ạ.
Có nghe sóc hàng mà. Dạ. À, tao nhớ là con dòi này là em thằng Trường phải không? Làm sao? Dòi Trường á. Trời ơi. Vừa với ngoài mày giỡn với tao không mà. Nửa ngoài cái tên người ta vậy nè. Sao? R. R. Octro. À. Xroi. À. Quyền dòi. Tao tạc kéo giờ. Phát âm, phát âm gì nghe tao cười vô mặt mình. Bởi vậy người ta chửi con hoài rồi. Đẻ mà đã tin được mà không có được thì mất hoài à. Nghe tiếng, học hỏi lần cuối nè. Nhìn cái khẩu hình mồm. R. Oroi. Y rồi quyền gòi. Hay quá ha, cha nào con nấy luôn ha. Nó dễ thương thôi, chữ của mày chữ này ghê quá. Ôi. Ê, nó nghe. Dạ. Nhưng mà con bé này là con thứ mấy của bà Tám hả? Dạ, Tám nào? Tám Sư Môn. Đâu phải Tám Sư Môn. Chứ con ai? Nhưng mà con thích người này à, tí cho con cưới con người thích này. Nhưng mà nó là con ai? Con Sáu Bảnh. Sáu Bảnh. Dạ. À, con nhỏ này có phải là em con gì? Mốt dạ. Mốt. À, được. Nó nhỏ con, nó xứng với mày là một cặp mà được. Tía đồng ý hả? Đúng lên. Bây giờ vậy, Tía ơi, con nói nghe Tía. Tía tính chị ha. Dạ sao? Sang năm. Đừng có gả là không gả cho con bà Tám, nhưng mà gả mày với Hà Bá. Trời ơi. Mày dở sao? Mày nghĩ sao tao vậy? Xui với cha sao ảnh mày. Mày kẻ mày. Không chịu. Mày hiểu chưa? Mặt sẽ qua khỏi đầu. Tía mày dạy mày là mày phải nghe. Tao với thằng cha số ảnh không có làm xui gia được. Mày hiểu không? Chỉ làm với bà Tám. Còn mày không chịu thì thôi. Mày chết. Mày nghĩ mày có hơi dài hả mày? Tao há giọng cổ. Tao chưa lặn kiểu mày nổi. Mày lặn hơn tao hả mày? Lên đây tía dạy việc coi. Con. Trời ơi. Sao bóng nó nổi nhiều quá vậy trời. Đừng. Đừng nhát tía. Tí sợ lắm con ơi. Đừng. Được ơi, tí nhảy xuống cứu con đây. Tí không biết bơi. Có chó bơi được nè. Cứu tí con ơi. Rồi chim. Tí ơi. Tí ạ. Trời tía xạo tía ớn luôn nha. Nước cái tấm mắt cá thì mình chết đuối. Lạnh quá. Mày nữ mắt không được mày. Chỉ nói cách này mới bắt được mày thôi. Giả bộ chết đuối để bắt được mày. Nó nói nè, nè tía dặn lần cuối cùng nha. Bây giờ không nghe lời tía thì mày đi bụi đời nha con. Nhưng mà con thích con. Không thích cũng phải thích. Tám thì như bắt con. Bây giờ ngồi đây. Chờ Tám Sumo ra nói chuyện. Chừng nào mày làm rễ nhà này ha thì mày mới về nhà tao, hiểu chưa? Thích con Sáu Bảnh. Tao ở đây tao lên ra làm quả tao cắt cổ mày. Được rồi, con làm cho tía vừa lòng luôn. Ừ, mày nói không được tao vô tao nói nha. Tám ơi, Tám. Ủa? Dạ, con Tám. Ai đây? Dạ, con à, được. Hả? Con cũng năm cự nữa hả? Con có năm cự được đấy hả? Dạ. Chà, lớn xộn ha. Con qua đây có chuyện gì không con? Dạ, tía con nói có tí quà gửi cho của Tám ạ. Trời, quà của tía con tặng cho Tám hả? Dạ. Tám nhận cho tía con vui nghe con. Dạ. Ủa, sao mình mấy con ướt mem vậy con? Mới tắm à. Hả? Mới tắm. Tắm đâu? Ao à. Trời, bên kia sao con không tắm, tắm bên đây? Thích cái ao này, tắm ao này. Rồi sao ạ? Cái gì vậy bác Tám? Chết mẹ, mấy cá dồ rồi trời. Hả? Ao, cá dồ. Ờ. Ngày nào bác cũng đi thăm nó trơn nha con. Trời. Cái gì vậy con? Nghe chưa, ao cá dồ ngày nào cũng đi thăm hết. Tí nghe rồi con, tí đang chịu đựng nè con. Còn chuyện gì nữa không? Muốn nói với bác không con? À, sao không quên hết trơn hết trời ta? Sao vậy con? Khi nào con té xuống cái ao này ảnh hưởng không? Bây giờ con không nhớ gì hết trơn hả? Nhớ gì trơn hết trời. Trời ơi, về bây giờ tía con. À, chào Tám, Tám khỏe Tám. Dạ, chào anh Năm. À, mời Tám ngồi. Dạ, nhà của tôi. Ờ, dạ, tôi mời anh ngồi. Có nhiều đó cũng nhớ. À, cảm ơn Tám. Dạ. À, Tám khỏe ha? Dạ, thưa khỏe. À, chà. Lâu quá mới gặp lại Tám. Dạo này sao mình mấy anh cũng ướt mem vậy trời? Ướt mem hả? Ừ, nói nghe xui lắm. Hồi nãy đang chèo đò qua sông tấp vô nhà Tám. Trời, đang nửa chừng có đứa nhỏ giỡn lấy hòn đá chỗ cái bốc đụng mình rớt té xuống sông vậy trời. Không phải đâu, tắm chung ao cái dồi với con luôn. Trời ơi. Ấm đâu à, tắm ao đâu mà sức tắm chút nước chút xíu à. Yeah. Nó nhảy xuống cái đó bị trợt chân nó té. Yeah. Tưởng là nước sâu. Yeah. Sợ nó chết. Yeah. Nhảy xuống cứu nó lên. Ừ, chà con. Ừ. Vui quá. Giỡn vui lắm. Yeah. Tám khỏe ha? Dạ thưa khỏe. Cảm ơn anh bữa nay nói thẳng với Tám là gì? Dạ. Tôi yên được.
cũng thu xếp công việc gia đình, đọc án xong. Dạ. Qua đây để nói với Tám một điều. Dạ. Trước là xin lỗi Tám cái vụ năm ngoái. Dạ. Sau đó là nói cho Tám nghe. Dạ. Là cái chuyện giữa tôi và Tám. Dạ. Nhưng mà trước khi đặt vấn đề nói. Dạ. Yêu cầu Tám tắt cái quạt trần. Lạnh quá. Dạ tôi đâu có xài quạt trần đâu anh. Sao không xài? Quạt phù phù á, không xài. Dạ bình... Trời ơi. Mày giỡn mày. Sao mày không quạt, mày quạt cái tay tía mày. Lạnh muốn chết luôn à. Đi. Đi chỗ khác đi, đứng gần mày hôi quá. Không phải mùi con đâu, mùi của tía tía ơi. Cô dòi ơi, cô dòi ơi, cô dòi đứng lại cô dòi ơi. Dòi, dòi. Được này đâu lớn quá à. Lớn là khoái. Càng lớn càng giống anh. Khoái ăn dòi trường không? Dòi, dòi, dòi. Dạ, anh năm qua đây nói có chuyện gì nói. À, dạ. Nhớ rồi, nhớ rồi. Dạ. À, gặp Tám bàn số công việc. Dạ. Thứ nhất là xin lỗi Tám, Tám nhớ cái vụ năm ngoái Tám dắt gái Tám rồi qua tôi chửi xối xả mặt không? Trời ơi, bữa đó là thông cảm. Dạ. Đi coi thầy rồi thầy nói bị ma nhập. Vậy hả anh? Quỷ ám. Dạ. Bị khùng khùng, điên điên, mát mát. Dạ. Cho nên mới chửi Tám. Dạ. Hôm nay là dắt được qua. Dạ. Để gặp Tám mới đi đến quyết định như vậy nè. Dạ. Bây giờ tôi với Tám còn con cách cuối cùng là hai đứa mình phải tìm cách làm xui với nhau. Hả? Là lấy lại cho thằng Được với con gái Tám mà năm ngoái dắt á, cho hai nó sum họp với nhau, đám cưới thật là linh đình. Rồi tôi với Tám sẽ đứng ra mời thằng cha Sáu Bảnh qua đây. Dạ. Cho trả dự cái đám cưới. Dạ. Này dạ, xin phép ngắt lời không, của anh. Đừng đừng đừng, để tôi bàn tán hết. Không phải tôi muốn không, nói tôi bàn xong chị... là bắt đầu Tám muốn nói gì Tám nói, hiểu không? Là bởi vì sao? Bởi vì tôi là nam cự ha, nói ra mà đụng không là không vừa ý tôi muốn tôi nói cự. Với anh là bây giờ cái bây chuyện giờ phải nói là tôi hiểu Tám. Dạ đó, đúng rồi, dạ tôi ngồi tôi nói xong là Tám muốn phát biểu gì Tám nói, hiểu không? Tôi nóng lắm mà bây giờ mình quyết định đám cưới thiệt lớn. Trời ơi, mời. Anh nghe tôi nói nè anh Năm ơi, ngồi xuống. Anh nói rồi hai lần rồi, để lần thứ ba lặp lại hoài bực mình quá. Không phải mình... tôi muốn nói anh ngồi xuống. Ê, tôi cự lên là mệt đó nha. Tôi cự lên là mệt đó. Để tôi nói hết đi. Rồi chị muốn nói gì chị nói. Mà ngồi xuống. Tôi đâu có đứng đâu. Sorry. Dạ không có chi. Thấy chưa? Cãi quay cãi lại không nhớ cái gì hết. Dạ à, nhớ rồi, nhớ rồi. Bây giờ quyết định gì? Tôi với Tám ngồi làm xui với nhau, cho hai nó đám cưới, tổ chức đám cưới đàng hoàng, mời cha Sáu Bảnh qua dự. Hết. Bây giờ anh nói xong rồi phải không? Xong. Bây giờ những lời của anh nói thì tôi nãy giờ tôi nghe rõ ràng lắm. Ừ. Mà bây giờ tôi thấy cái chuyện này đó nó không có được anh à. Sao không được? Là tại vì con tôi đã có chồng rồi. Cái gì? Có chồng? Dạ. Ủa sao anh cười vậy? Không giận, Tám giỡn quá. Không có, tôi không có giỡn. À, tôi không thích cái kiểu đó nha. Hồi nhỏ giỡn được, giờ cứ lớn lên cứ giỡn giỡn. Không có, tôi nói nghiêm chỉnh, không có giỡn anh à. Nghiêm? Dạ. Chỉnh? Dạ, đúng rồi. Nghiêm? Dạ, dạ. Không có giỡn. Dạ không giỡn. Nó có chồng rồi. Dạ. Đứng lên. Trời ơi. Có chồng tại sao không cho tôi? Tôi cho ai là không có cho ai rồi sao? Hả? Nhưng mà đám cưới của tụi nó phải mời tôi qua dự chứ. Tôi không thích mời rồi sao? Ngồi xuống. Bộ anh điên à hả? Anh tên Năm cử rồi đúng. Ai anh cũng cử hết trơn hả? Anh nên nhớ rằng tôi là đàn bà quá mà. Đây là nhà của tôi. Tại sao anh nói chuyện mà lời với đàn bà mà la anh cự tôi hoài vậy? Sorry, sorry. À, nhưng mà tôi không có tin. Anh không tin nhưng mà đó là sự thật. Sự thật. Nhưng mà bằng chứng đâu? Trời. Bằng chứng đó hả? Đúng rồi, phải có bằng chứng nha. Được rồi, anh là bạn của tôi. Tôi chiều anh. Anh ngồi đây anh chờ nha. Lấy đi. Trời ơi, cuộc đời giờ sao dễ quá. Nói vậy ra cũng tin. Có bằng chứng, đám cưới phải chụp hình. Đám cưới là phải có video chứ. Ví dụ như mai mối đi Đài Loan, Hồng Kông nó còn giả được. Không chỉ phải đây là thiệt chứ. Phải coi mới tin được chứ. Cái gì nói. Đây nè. Hình đám cưới của con tôi nè, anh coi đi. Duy nhìn hoài già rồi. Được ơi, đi sanh con ra đặt tên con là được. Sao cuộc đời con mất hoài? Tính. Thôi đừng có buồn anh Năm à. Tôi với anh không có duyên làm xui với nhau. Thôi tụi mình đợi với kiếp khác. Đừng nói nữa, đừng nói nữa.
Không, tôi nói đây là... Mới hôm qua còn hùng hùng hổ hổ, bữa nay như cọng bún thiêu thì gốm. Tôi cọng bún thiêu kệ tôi, chị đừng nói nữa. Tôi đâu có nói gì đâu. Nghĩ sao già cả rồi, giờ này còn quỳ dưới chân gái gian xin tình yêu mới ghê. Chị nói gì, chị nói được rồi, tôi quỳ dưới chân chị có gì đâu mà còn gì nữa. Ủa, nói gì không đúng. Màn hình đây rồi âm thanh đâu? Bên này nè. Âm thanh màn hình dùng một phát một thôi. Màn hình mỏng mà rõ nét nè. Mày khỏi cần cắm anten nó cũng rõ mà. Ê, muốn nói gì nói đại, mày đừng có móc lò nha mày. Thua rồi thì về đi chứ đó, ở đó làm chi cho mang nhục. Đúng, tao về thì cả cha tao. Tao về là không phải tao sợ cái bản mặt mày đâu. Mà tao về tao không muốn nhìn thấy bản mặt mày nữa, hiểu chưa? Ai muốn nhìn ông? Ôi anh Năm anh Sáu ơi, mình là bạn bè với nhau không mà. Có gì đâu mà phải như vậy. Nó nghe, nó nghe nó. Dạ. Cuộc đời này đừng tin ai hết. Dạ. Mỗi tấc đất là một kẻ địch. Anh muốn nói gì? Cái thứ này đừng có chơi nó. Dạ, bảnh tỏn mà ông túi không cắt cắt nào. Thân hình như tấm nhắn ép, cầm dao phạt trước phạt sau dính miếng thịt. Thứ này lừa thầy phản bạn. Anh Năm về hả anh Năm? Thứ mày á, thứ mà nói xấu bạn bè như vậy mày thì nó đi sông nước á, coi chừng Hà Bá nó ăn mày giờ. Xin lỗi mày, Hà Bá sức mấy nó khoái thịt tao, nó khoái xương mày, nó quất xương mày với xì rượu nó đã rồi con. Thứ đàn ông gì kỳ cục á. Kỳ gì mày? Nói chuyện người khác không gì. Thứ này rồi, rồi đây nè, coi nè, cũng uống nước nữa à. Xin lỗi mày, uống nước gì? Mày uống rồi có con. Mày coi đây. Trời ơi, coi chừng anh Năm ơi. Bưng. Nguyên cái dồi vô họng rồi. Thằng này kỳ cục nha. Là vì nó không có uống. Nó chơi nước sông không à. Nó chê nước suối nhỏ. Cái thứ này nè. Ôi, hên mấy chục năm tao không gặp mày chứ tao gặp mày chết 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 luôn. Không lẽ mình đuối lại sao ta? Ngày xưa đuối được, giờ đuối chết à? Không được, phải nói cái chuyện này thôi. Mạnh dạn lên đi. Sao bảnh? À, cô Tám mới qua chơi hả? Ngồi đi, ngồi chơi cô Tám. Rót nước cô Tám uống bay ơi. À, cô Tám ngồi chơi. Dạ thưa anh, nhà này nhà của tôi. Ờ à, phải ha, hèn gì nhìn cảnh lạ ghê ta. Dạ anh ngồi đi. Dạ mời, mời cô Tám ngồi. Dạ. Dạ. Ý gì vậy? Gì ướt nhẹp hả? Năm cự mới ngồi đó. Bởi cái thứ không ưa sao gặp hoài vậy trời. Gặp cái mặt không ưa rồi tới khúc dưới cũng dính mày luôn là sao? Thù triền kiếp hay sao mà. Xin lỗi. Xin phép ngồi. Cô nói gì vậy trời? Đứa hôm chửi quá trời, giờ nói gì được? Không nói thì bể chuyện hết. Phải nói thôi, một lần cũng phải nói. Cô Tám à, trời ơi, ơi. Trời ơi, làm tôi giật mình vậy trời ơi, tôi chắc tôi chết quá. Xin lỗi, xin lỗi, bị tôi không hiểu sao con người tôi ốm mà sao nó hăng ghê luôn. Ý tôi muốn nói vậy. Dạ. Mới hôm qua đây, dạ, tôi sao? Nằm ngủ. Dạ. Tự nhiên tôi nằm mơ. Có cái giấc mơ kỳ lạ lắm. Mơ là tôi với cô hai đứa mình lấy nhau. Trời ơi. Trời ơi anh không, sao không. Vậy xin lỗi cô. Chắc có lẽ vì cô nhan sắc quá cho nên tôi lẫn. Là tôi nằm mơ thấy con tôi với con cô, hai đứa nó lấy nhau. Tôi mặn như in như là ông bà báo mộng là mình phải làm xui á. Thì ngày hôm nay tôi muốn qua đây, tôi nói chuyện với cô, đặng tôi mời cô qua nhà tôi một lần để cho rồi cái mình bàn một cái. Sao tôi nói quá trời mà mặt cô hình như không có áp phê. Tôi không dám qua đâu.
Có gì đâu, không dám qua. Hàng xóm láng giềng cô qua hoài đó, bây giờ qua chơi. Thôi qua thằng anh chửi tôi hả? Không có đâu, tôi là nào biết chửi ai đâu trời. Trời ơi, không có, qua chơi đi. Tôi nói tôi không dám qua. Qua đàn anh chửi tôi nữa là sao vậy? Tôi đâu có chửi ai đâu. Trời đất ơi, anh mới chửi tôi sáng xả mấy bữa nay mà anh nói gì kỳ vậy? Chứ cha có không ta? Trời đất ơi, có không? Anh chửi tôi mà anh hỏi tôi có hôn là sao? Có chừng ai đồn á. Trời, đồn cái gì? Anh chửi tôi mà anh nói ai đồn là sao? Có thiệt á hả? Vậy chứ sao? Hay là ma nhập ta? Trời ơi, chắc ma nhập á. Nếu anh nói ma nhập thì tôi bỏ. À vậy đi. Tôi không có nói gì hết á. Nhưng mà tôi nói thật với anh á, từ ngày mà tôi qua nhà anh á, tôi bị anh chửi cho tới ngày hôm nay đó, anh biết là tôi ăn không ngon, tôi ngủ không yên không? Sao vậy? Đâu có tôi gì. Hỏi sao vậy nữa là sao? Mỗi lần tôi leo lên giường tôi ngủ á, vừa chợp mắt thôi cái mặt của anh nó hiện ra. Ngồi lên bàn ăn á, mới vừa cầm cái chén lên với đôi đũa lên tính già thì gương mặt nó hiện ra, thì làm sao tôi ăn ngon ngủ yên được? Không lẽ ốm ốm về mà quyến rũ dữ vậy sao ta? Trời ơi, tôi không có giỡn với anh đâu nghe, tôi nói thật. Ủa, cô nói tôi hiện trong chén cơm của cô luôn hả? Vậy chứ sao? Sao cô diễn tả hồi tôi như cô hồn vậy? Thì chắc có lẽ anh cô hồn các đảng, anh ám anh tôi, anh biết chưa? Không có đâu, bây giờ không có nữa rồi. Hết rằm tháng 7 là bỏ rồi. Bây giờ cô thử qua một lần nữa đi, không có tình trạng này đâu. Thiệt, cô thử qua đi. Tôi thề đó, nếu mà là tôi là số bảnh là một lời tôi nói ra. Thôi, tôi xin anh đừng có thề cái câu này nữa. À, ngu ghê. Đóng vô cục chuối hơn. Cô qua đi. Anh kêu tôi qua. Mặt quá thành ý nè. Tôi nhìn thì tôi tin tưởng rồi đó. Thành ý quá phải không? Cười là vô hệ rồi. Tôi nói thiệt với anh, hồi nhỏ tôi bị anh, rồi lớn tôi cũng bị anh. Vừa phải thôi nghe anh. Cú nhỏ hụt rồi. Tôi bây giờ đây là ý kiến của anh. Anh mời tôi qua. Bây giờ tôi bằng lòng. Tôi sẽ qua nhà anh. Bây giờ công chuyện này đó, tôi giao hết cho anh. Không, không. Anh tổ chức, anh muốn làm gì không, nào? Không, không, cô Tám. Cái này là tôi muốn mời cô qua. Còn tất cả công chuyện là tôi để cho cô tự động quyết định hết. Cô biểu cái gì tôi mặn hết. Thôi tôi cảm anh rất là nhiều. Thôi bây giờ anh về anh mời bà con dòng họ của anh, chồm xóm của anh lại đi. Rồi bên đây tôi cũng vậy nữa. Rồi tôi với anh phối hợp với nhau để mà lo cho hai đứa con, anh thấy sao? Ôi vậy thì được quá, chưa thấy gì nữa. Cái chuyện bà con thì cô yên tâm. Tôi hôn một phát nó tới nhà một ề luôn á. Trời ơi, tôi cảm ơn anh cô nhiều. Yên tâm. Dạ. Bây giờ mình phải mặn cái đám cưới này cho nó gình gan lên. Dạ. Bị chi để mình che bớt đi. Dạ. Bị nó có con. Trời ơi trời ơi, tội nghiệp tôi quá. Tôi giấu từ hồi nào tới bây giờ, anh nói vậy tội nghiệp tôi. Cái máu hằng kìm không có được. Đúng, mình phải mặn cái đám cưới này cho gình gan. Dạ, lên đúng chi. Rồi để cho người ta đừng có biết cái đám của mình á là. Anh kiếm ai vậy? Coi chừng cha Năm Cự nó hay rình lắm, cũng bị rồi. Để cho người ta đừng có nói cái đám của mình là cái đám phú phạt, cô hiểu không? Dạ, đúng rồi, phú phạt thì nói phú phạt, sợ gì? Bởi vì sao không chồng mà lại có con, người ta sẽ nói giống cái lon sữa bò. Năm Cự gì? Đàn ông gì kỳ cục vậy? Sao đi rình chuyện người khác? Đâu rình đâu, tại nói lớn quá người ta nghe. Thứ này nha. Thôi thứ anh vậy ơi. Mà thứ. Thôi tôi nói thẳng với mặt anh. Anh Năm ơi, anh Sáu vậy, ơi, tội nghiệp tôi quá đi. Tôi nói anh nghe nha. Cái gì? Anh á là hồ đồ lắm. Anh không có chịu bình tĩnh suy nghĩ. Anh về nhà, anh kêu con gái anh ra, anh hỏi đầu đuôi câu chuyện. Việc nhà thì tối mà việc ở ngoài đường sao nó sáng quá vậy? Anh nói vậy là ý gì? Được rồi, tôi về tôi hỏi con gái tôi nha. Nếu không phải như vậy đó nha, tôi qua nhà anh tôi đòi nợ danh dự á. Khỏi cần. Anh Sáu ơi, anh Sáu ơi, anh Sáu. Trời ơi, tôi nghe tôi quá anh Năm ơi. Tôi xin lỗi cô Tám, tôi xin lỗi cô Tám. Đáng lý ra tôi ở, tôi nói chuyện với cô lâu lắm. Dạ. Nhưng mà cái thứ này tôi không ưa. Dạ. Nói xin lỗi cô nghe. Dạ. Cái thứ này chơi không có vô, cô hiểu không? Tôi ghét cái thứ này lắm. Tôi biết. Thôi bây giờ tôi xin phép cô tôi về. Dạ. Rồi bữa nào đó rảnh rỗi tôi với cô ngồi nói chuyện tiếp. Dạ, dạ.
Tôi không phải như cái thứ này, đi nói xấu bạn bè như cái thứ này. Nghe cô, cái thứ này là không phải bạn của tôi. Dạ. Không, nhưng mà cũng không phải bạn của cô. Cô dạ. Đừng chơi nó không có tốt đâu. Dạ, sao, thiệt. Dạ, sao, dạ, sao? Nó không có tốt. Dạ. Đó. Đứng nói chuyện với nó nhớ cái cú ngày xưa không? Dạ sao? Tôi dặn rồi đó. Dạ. Bây giờ nó già rồi mà da mặt nó vẫn còn mụn á. Dạ. Đứng nói chuyện nó xa xa ra. Dạ. Chứ đứng gần nó sùng lên một cái mụn nó búng vô mặt cô là như bom bi luôn. Dạ. Thôi tôi về nghe. Dạ. Vậy đi. Dạ. Thứ gì đâu không? Thứ mà nhiều chuyện mày ác như anh Năm ơi. Có trời ơi, mày nè, coi nè. Ôi da. Trời ơi, thấy chưa? Trời ơi ông té. Thấy không? Té cái gì mà té? Cái này là bị trời hại nè, cháy mít rớt cái đầu luôn, thấy không? Mà mít mày mít thúi không nói, mít xanh lè nó rớt cái đầu á, thứ ác. Thôi, tôi nói anh Nam nghe mình bè bạn với nhau không à. Người đó ăn ủi ổng đỡ. Ăn ủi gì? Cái này á bây giờ thấy mà té vậy á, mít đập vô đầu mà mình không ra đỡ người ta nói mình còn ở ác nha. Dạ đúng rồi đó anh Nam. Dạ. Bạn bè cãi lộn dạ. Nhưng mà bên ngoài mình nén lại. Dạ, dạ. Mà bên trong mình vẫn thù nè. Dạ. Đó. Bây giờ ra đỡ mà thù nè. Dạ. Bực đó mình. Là bè bạn mà anh Nam. Đó chưa? Mày nát đầu mà chưa mày chờ cái đầu lủng lỗ. Mới chừng đó anh Nam ơi. Bưng trời đất ơi. Rồi đủ hai trái luôn. Trời ơi. Mấy ông này sao tới nhà tôi quậy tôi hoài vậy không biết nữa trời ơi. Lượm ơi. Lượm. Dạ. Dạ. Cái gì vậy má? Lượm ơi. Dạ. Con đi qua nhà bác Sáu Bảnh liền cho má con ơi. Qua nhà bác Sáu. Ừ. Đi, 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 đi qua bệnh đi, đi. Quan hồ má. Con ơi là con ơi. Con ơi. Chờ em lang mai trắng là trôi trời ơi. Chờ em từng cơn gió về đây trời ơi. Trời ơi từng cơn gió về đâu trời. Ngựa tới rồi. Ngựa đâu con nè. Ngựa cái gì mà ngựa hoài à. May mắn gì à. Thì con kêu tía nãy giờ tía ngồi tía hát không à. Tao đang nổi điên nè. Ta đang chờ tiếng gió ngựa nghe. Mày làm gì canh 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 hả? Thì tiếng làm gì tiếng ngồi đây tiếng hát hoài mà con kêu tiếng cũng không nghe nữa. Cũng tại bay không chứ giờ tao đâu khùng vậy. Phải chứ bay nói thiệt với tao đi. Thấy không? Để cho tao giải quyết một cái đi. Dâu diếm chi tới giờ này tao qua tao năn nỉ người ta mà người ta chưa qua nữa bay coi ác không? Tí nói vậy sao được. Tự nhiên cái bây giờ con mà nói ra cái chuyện đó cái tí giết con chết chết làm sao? Nghĩ gì kỳ cục hả? Hùm dữ không nỡ ăn thịt con mà. Không lẽ là tía đi giết con tía hả? Cùng lắm mà tao bực bội rồi tao chửi láp giáp vài tháng thôi gì dữ à. Trời ơi, chửi đó còn chết hơn nữa. Thôi bây mà giờ tía nè, ơi. Tao qua tao mời người ta mà người ta không qua. Dạ. Mày coi. Bây giờ tao chỉ cần cô Tám bay bước chân qua đây. Tao nói một lời xin lỗi với bà. Bà mà chịu tha thứ cho tao, tao ăn chay một tháng. Phải không á? Tao nói thiệt mà. Thiệt. Bà mà chỉ cần nói ừ tôi tha lỗi cho anh tôi ăn chay liền lập tức một tháng. Thiệt không đó? Thiệt lời tía nói tía hứa mà. Chính miệng nói ra đó chính nghe. Miệng của tía. Tôi nè. Hả? Trời ơi tía ơi tía giật mình gì mà. Dạ tôi chào anh Sáu. Ngồi vô. Mới hứa ăn chay sao linh dữ vậy ta. Bởi vậy giờ phải ăn chay dạ, thiệt chào còn thấy không? Cô Tám mới qua chơi. À, rót nước cô Tám ngồi. Má ngồi lấy, má ngồi. Rót nước, dạ, cô Tám ngồi. À, con. Dạ, dạ. Cô Tám uống miếng nước. Dạ, mà bữa nay cô Tám không có ngựa ha. Trời. Cái gì vậy? Tía. Trời đất ơi, ông nói gì vậy con? Thì ngựa, ai ngựa? Anh nói gì vậy? Tao có nói gì đâu. Ui, tía mới nói cô Tám không có ngựa hả? Là ngựa sao? À, không, không. Ý tôi hỏi bữa nay cô không có đi ngựa hả? Dạ không, má hết đi ngựa luôn rồi, bác Sáu. À, vậy hả? À, sao vậy con? Dạ, nó bị gãy xương sống rồi. Trời ơi. Trời sao ơi. Dữ vậy? Tầm bữa nhảy lên cây á, nhảy xuống gãy luôn á. Trời ơi. Ai biểu mày nói cái thằng này mắc dịch thì tao dẫn mày ở nhà rồi mày nói cái gì? Cô Tám ơi, mày giết tao. Thôi mà, có gì đâu dữ à. Mình cũng người trong nhà không có gì đâu mắc cỡ. Nghe không đi ngựa là hiểu cái chuyện gì xảy ra rồi. Cô nhảy trên lưng voi còn gãy chứ đừng nói ngựa. Ui sao vậy? Người ta qua rồi. Nói giữ mồm giữ miệng. Ô, xin lỗi cô, xin lỗi cô Tám ngồi chơi cô Tám. Dạ. Dạ, dạ cô Tám ngồi cô Tám. Cô Tám ngồi uống miếng nước. Đấy, ngồi đấy. Vậy bữa nay cô đi bằng gì? Dạ bò. Tôi nói cô Tám nghe. Cái lỗi là lỗi của tôi.
Bây giờ tôi hồ đồ như vậy, cô biểu tôi quỳ từ đây tới nhà cô, tôi xin lỗi cô, tôi cũng chịu nữa. Đàn bà con gái còn đẹp như vậy, bò chi nó lát rồi rối hết. Trời ơi, bà Sáu ơi, má em đi xe bò. Xe bò. À, đi xe bò hả không? Dạ. Đi xe bò hàng chi nó im như xe hơi. Dạ. À, uống nước. Dạ, mời cô ra uống nước. Bình tĩnh tí ơi, bình tĩnh lại. À, cảm ơn cô. Dạ. Bữa nay cô qua chơi. Dạ. À, không mấy giờ cô Tám ăn cỏ nha. Trời đất ơi. Ai ăn cỏ? Trời đất ơi. Hả? Sao tôi chưa có về nữa con ơi? Không, lấy cỏ cho bò ăn. Lấy cỏ cho bò ăn, hiểu lầm thấy không? Lấy cỏ cho bò. Bữa nay tía con nói cái gì á mà cô Tám không biết gì trơn. Tía con quýnh quán quá, từ sáng giờ mong cô Tám qua. Vậy mà quýnh quán quá giờ không biết ăn nói sao á. Bà. Sao vậy? Trời ơi, không biết nha, cái con quỷ nào nó cởi con bò này nha. Mà con bò nó mệt, cái mặt nó quạo thấy ớn luôn. Con quỷ nào chắc cũng dữ dội lắm nè. Con bò. Dạ, quỷ này nè. Ui. Sao mày không nói cho tao trước? Nói gì nói, nó chưa nói là ban liền rồi. Tao thấy nó quạo thiệt chứ bộ. Thôi xin lỗi đi. Để tao gỡ. Không, hồi nãy mới bước chân ra đó là thấy con bò nó cười. Nó cười. Xong rồi à, nhìn sâu vô ánh mắt của nó hình như nó thầm cảm tạ người chủ nó đó. Thiệt. Sao chỉ có cô thôi. Sao anh? Tên nó con bò đó nha. Dạ. Không có con nào mà có cái eo đẹp như cái eo con bò nhà con. Dạ, dạ, bác Sáu. Nhưng mà ác là bị nó đi bốn chân, con hiểu không? Dạ, Sáu. Nó đi bốn chân thành thử cái eo nó ở trên lưng vậy nè. Đó. Chứ còn nó hạnh phúc lắm. Trời ơi, tí nói riết thì lộn tùm lum hết trơn vậy. Má đi về, con ơi, vui mà. Cô dạ, cô Tám ngồi chơi, sao xin lỗi mà đừng có giận cô Tám. Mệt quá, cô Tám ngồi chơi. Ngồi đi, dạ. Nhõng nhẽo nữa, mệt ghê. Cô Tám ngồi chơi. À, tôi tới giờ này, không mấy cô Tám ăn cỏ nữa đi. Trời ơi, gì vậy, cỏ hoài tí ơi, sao vậy? Cỏ hoài hả? Trời ơi, nắm tay tí. Đây, bình tĩnh lại. Dạ, bình tĩnh lại giùm con đi. Bình tĩnh, bác Sáu bình tĩnh rồi má. Nắm tay đi. Đây. Để tao bình tĩnh tao nói. Nắm tay má lại con. Dạ 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 dạ. Đi. Không má quýnh cha này chắc chết quá. Ê nó khè tao mày. Trời. Ê nhịn giùm con cái. Sao nó hăng điều vậy trời. Nói vậy. Trời nói đi. Nắm tay nha. Dạ. Cô Tám à. Bữa nay đó. Tôi mời cô qua đây. Dạ. Cô đã nhận lời mời của tôi. Trời hay quá. Cô qua tới nhà tôi. Trước tiên tôi không biết nói gì. Nói đi. Là cảm ơn cô. Trời, hay quá. Và câu thứ hai mà tôi cứ ấp ủ trong lòng tôi hoài. Tôi chờ đến một ngày nào đó tôi gặp cô. Để tôi muốn nói với cô rằng. Nói đi. Cô Tám. Dạ. Cho tôi xin lỗi nha. Không có chi. Không có chi. Chứ lẽ cô quánh tôi. Trời ơi. Được câu đầu cái hỏng cô sâu rồi. Giờ sao? Mau giờ nói đi. Nói đi tía. Nói tía. Cô nói, Tám à. Nói. Ý tôi muốn nói là vậy nè. Một người Tám thôi chứ đâu ba bốn người Tám dữ vậy. Vô thăm con mày đây. Vô thăm cháu nội mày. Chỗ mày nó nói chuyện mà. Chứ kỳ cục. Không biết gì hết. Bởi tôi nói sắp nhỏ bây giờ nó cứ mà chết rồi. Cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi. Ngày xưa lạc được, bây giờ lạc là mất luôn đó. Cô Tám, tôi... Đừng đuối nữa Bảnh ơi. Tôi...
Tôi cũng mà anh muốn nói gì thì tôi cũng muốn nói. Nói đại đi. Sao muốn nói gì anh nói đi. Thì sao tâm đẹp quá. Tôi đẹp từ hồi nhỏ tới giờ chứ đâu phải mới đẹp. Nhan sắc này chứ giết người quá trời. Anh muốn nói cái gì anh nói đi. Thôi vậy. Sao? Nói gần nói xa, hôm qua nói thiệt. Bữa nay cô qua đây tôi rất là mừng. Nãy giờ tôi vui trong bụng quá mà tôi làm nhiều cái chuyện coi nó không được. Dạ. Giờ tôi bình tĩnh trở lại. Dạ. Thì tôi chỉ muốn nói với cô một điều thôi. Điều mà tôi ấp ủ là cô cho tôi xin lỗi nha. Mót à, ra coi thắp nhang cho cô Tám lên đồng á. Ai giữa hả? Ai giữa? Vô chưa? Ai giữa? Anh giữa tôi. Trời. Thôi không đủ khả năng giữa Tám rồi. Giữa Tám là chết luôn á. Xin lỗi đi. À cái chuyện dựa chắc để lần sau. Lần này nói chuyện sắp nhỏ. Chuyện mình bỏ qua bên cũ. Yeah. Tôi thật sự ra là tôi muốn nói một cái điều là cô Tám cho tôi xin lỗi đi. Có câu để nói hoài hay sao? Tỉnh ơi. À, tôi thích đàn bà bạo lực vậy đó. Yếu ớt quá không chịu. Nhà một đứa yếu được rồi. Yếu quá cười kỳ lắm. Giờ tỉnh rồi không? Một cái đập bàn của cô thôi Tám ơi. Làm chết lòng sáo liền. À, dậy đi. Thôi bây giờ anh ngồi đi. Bây giờ tôi với anh già lớn rồi. Thì bây giờ anh có con, tôi cũng có con. Bây giờ tôi với anh ngồi đây làm xuôi da thì quá tốt rồi. Tại sao anh mời tôi qua đây anh không nói mà anh nói cái gì lung tung beng mà nói dòng do tam quốc vậy? Tôi bị rối. Ý tôi muốn mời cô qua đây đặng nói cái chuyện đó đó. Nói cái chuyện giữa con của anh với con tôi chứ gì? Thì vì thở theo lời yêu cầu của anh thì tôi qua rồi. Sao nó vô vấn đề mà anh cứ nói chuyện gì đâu không vậy? Bây giờ ý con sao cô cho tôi biết đi. Bây giờ ý của tôi là tôi muốn cho anh mời bà con dòng họ của anh, bà con dòng họ của tôi qua để tính cho hai đứa nhỏ. Vậy là quyết định luôn ha? Thì tôi quyết định tôi biết qua đây. Trời nè. Trời ơi biết vậy nãy giờ. Ý, cháu nội tôi khóc. Cháu ngoại của tôi. Bây giờ xin phép anh cho tôi vô tôi thăm cháu tôi chút. Cô vô thăm đi. Dạ. Cháu của cô mà. Tôi nói cô nghe. Dạ. Tôi đẻ đứa con gái ra nghe. Dạ. Nuôi mấy chục năm trời. Dạ. Thấy không, bây giờ nó đẻ đứa cháu ra nó không giống bên ngoại. Dạ. Nó giống bên nội y hệt. Dạ. À tôi có phước quá. Thiệt bồng đi hàng xóm là biết cháu của bà Tám Sumo. Dạ. Này tên nơi bà cháu mà đẹp điều vậy đó. Dạ. Cái thiếu thước hai này hai thước. Trời ơi cái cha già kỳ cục ghê. Nói gì đâu không à. Hên quá có đứa nhỏ nó cứu chứ không chết nữa. Bị vui quá nó vậy đó. Thôi công chuyện vậy cũng rồi. Giờ chuyện của con Mót xong. Bây giờ là mời quan khách coi bạn bè có ai đâu. À, hàng xóm ba người năm cự. Tía, tía ơi con thấy Tám vô nhà mình vậy là chịu vô nhà rồi là vui rồi. Sắp có đám cưới rồi nghe. Ủa sao vậy? Sao mà có đám cưới mà tía buồn vậy hả? Tía vui không nổi con à. Sao vậy? Bây giờ chuyện cô Tám con. Dạ. Tía lo xong. Bây giờ còn chuyện bác Năm Cự. Giờ ta không biết làm sao ta nói chuyện với ông Năm Cự. Sao mày nghĩ đi con nghĩ đi. Bữa hôm đó tự nhiên tao thần phù vô nhà người ta. Tao hốt bằng thờ người ta. Tao đổ xuống sông. Bà mẹ nó chưa chém tao là mai rồi. Giờ nói gì vậy? Đó. Tía thấy không? Tại vì tía nóng tính quá đó. Bây giờ vậy đi ha, tía cứ thử làm theo con lần coi làm sao ha. Không ấy á, bây giờ tía chịu khó đi, tía đi qua tía nói với bác Năm á là bác Năm á có một người con trai á chưa có gả vợ. Không ấy tía có con gái nhỏ đó chưa có gả chồng.
cái giờ hai người lớn mình ngồi mừng xui với nhau rồi cái thôi đừng có gây lộn nữa vậy ha tía. Không được con. Được mà tía. Con đừng vì cái tình cảm bạn bè của tía. Dạ. Mà con thôi, tía không có ép con được. Tía, nhưng mà con khoái ép. Tía, tía ép con liền đi tía. Con năn nỉ tía đó. Tía nói con nghe. Dạ. Tía biết là con thương tía nhiều lắm. Dạ. Nhưng hạnh phúc trăm năm của con, sau này con không có hạnh phúc, tía sống cũng đâu có vui vẻ gì. Dạ. Đừng hy sinh vì cái tình bạn của tía mà dạ, phá vỡ hạnh phúc một đời của con. Dạ con biết, nhưng mà bây giờ hy sinh đời con cũng cố đời tía. Con tía ơi, tía ép con đi, tía mà không ép mấy con nhảy xuống sông nha. Tía mất con luôn đó, bây giờ con nhảy thiệt nè tía ơi. Ê, thôi con. Dạ, ép liền đi. Nha nha, tía hứa nha, tía hứa tía ép nha. Sao con Hiếu bất ngờ quá. Dạ con là vậy đó tía. Nhị thập tứ Hiếu ghi thêm một tên nữa rồi. Dạ con đó. Bây giờ tía sao? Dạ bây giờ mấy mình đi về quê đi, mình đi về Bắc Nam liền đi tía. Đi dạ, liền giờ dạ, ha dạ, đi, đi. Chờ tía lấy cái nón dạ, đi rồi thôi nha, mình đi liền giờ luôn đi. Không, Bác Năm đợi. Chờ chờ đi tía. Khỏi. Ý, Bác Năm. Khỏi cần qua. Bác Năm qua tới. À, anh Năm qua chơi. Không có chơi, qua đây mần việc. Thôi công chuyện tôi mần hết rồi, ngồi uống miếng nước anh Năm. Rót nước Bác Năm đi con. Cảm ơn, uống nước mía rồi. Lớn tuổi rồi, uống nước mía nó đau bụng. Uống miếng trà gừng cho nó ấm nè. Ngồi đi anh Năm. Ngồi chơi. Ngồi bắt đầu làm việc. Có việc gì đâu mà uống đó. Nước hả? Hai việc. Việc gì? Việc thứ nhất đòi danh dự. Tại sao? Tại sao xúc phạm tôi với thằng con trai tôi là sao? Hả? Tôi nói anh Năm nghe, tôi nhận là tôi hồ đồ. Thôi thì bây giờ như vậy, chỗ tôi với anh là bạn bè từ nhỏ, thấy không? Còn đây con gái tôi chứ cũng không ai xa lạ. Nếu anh mà đã chấp cái lỗi này trước mặt anh với lại con gái tôi nghiêng mình, tôi xin lỗi với anh nè anh. Tốt, có lỗi mà biết nhận lỗi là tốt. Tha thứ. Ờ vậy đi cho khỏe. Chưa hết. Mới có một việc là đòi danh dự. Việc thứ hai đòi vàng. Vàng gì đâu đòi. Đôi bông tai vàng 4 số 9. Ai ăn giọng gì cái đó đâu nói. Ê, đừng có nói là quánh bài thua đem đi cầm nha. Nhắc cơ. Tía à, tía đừng tía. Vừa phải thôi nha. Tôi nhường anh một bước rồi. Tại sao vậy? Anh bán đứng danh dự của tôi. Từ xưa tới giờ tôi chưa mượn ai một cắt bạc nào để quýnh bạc nha anh Năm. Tía. Nói vậy thì đôi bông tai đâu, đem ra đây đưa đây. Cái đôi bông tai đó. Tía ơi đừng có gây lộn mà. Bước ra ngoài. Tía đừng mà. Bỏ cái tai xuống. Tía. Bỏ xuống. Dạ. Tía ơi đừng mà tía. Bông tai nó nằm trên tai con gái tôi đó. Anh muốn gỡ muốn tháo, anh muốn làm gì anh làm. Anh tía không được hạ nhục danh dự tôi như vậy. Làm chứ. Tháo xuống. Về gã cho con trai tôi. Đừng có thích cái thằng Năm Cự này. Tía, trời ơi, ơi nó khốn nạn quá trời ơi. Khốn nạn cho mày ăn nguyên trái lựu đạn. Thích tao. Trời ơi nó dã man quá trời ơi. Dã man mày ăn nguyên trái khoai lang. Mình quá. Trời ơi nở lòng nào Năm Cự. Mày tháo đôi bông của con nhỏ đang đeo. Mày suy nghĩ lại lòng mày. Mày làm như vậy mày có vui không? Trời ơi. Mày lên. Tao mà ác tao đổ cho mày phỏng cái ót mày rồi. Ê, mày có khùng không mày? Sao mày rên quá vậy? Mày biết tao mỗi lần mà căng thẳng lên là mày quất một câu là tao xìu biết không? Biết vậy mấy cha ơi. Thôi được rồi, tao khỏi cần gỡ. Ờ vậy đi. Không. Nhưng có cách khác. Nghe tao hỏi, ai là người đeo đôi bông cho cô bé này? Trời ơi có ai xa lạ đâu. Thì cái thằng lùng mã tao cái... Thằng lùng nào mày? Thằng lùng nào? Hả? Mày nói nghe coi. Thì
cái thằng con bé bé xinh xinh của anh chứ ai. Bà biết chơi chữ quá, nghe cũng dễ thương thiệt. Thôi được rồi, tao kêu nó ra. Được, Phai Munich. Thấy chưa? Mày thấy nó bảnh chưa con? Cái này mới gọi là bảnh à, chứ mày là không có cắt nào hết á. Được, nghe tí hỏi. Có phải con là người đeo đôi bông tai cho cô bé này không? Đúng. Vậy thì tía trao quyền quyết định cho con, con để hay là không? Thôi tía, thưa bác Sáu, đôi bông tai là bao nhiêu công sức mồ hôi cũng đổ trên đồng ruộng mà có, nên quyết định không. Thấy chưa? Nó nói không. Nó nói không. Tôi trả lại cho anh nè. Không được gỡ. Không, con phải qua đi, già rồi nó hay lên máu, nó nhảy tưng tưng, hồi nó chết này tao chịu á. Đi qua đi rồi nhớ về nha. Tía ơi, con thương người ta mà. Tía ơi, con thương. Cô. Tía đồng ý hả tía? Trời ơi, tía giả bộ thôi. Em thấy cái biểu hiện mừng tía hả con? Mừng nó xúc động là gì đó, sướng là nó nhảy à. Thấy không con? Tía này. Trời ơi, sanh con ra đặt tên cho con là được, bây giờ mới thấy được là con. Nãy giờ chẳng qua thử thôi, cho giả đào máu chơi. Tía, này hay quăng lựu đạn lắm. Ê, nói nghe, cái tim còn nằm ở cũ không? Ê, khỏi khỏi, bây giờ tao hít sáo không kêu là khó, dám miếng. Nghĩ sao năm cự? Hả? Mà có tin là tao rút cặp trường côn là tao quất mày không? Ồ, cái này bỏ vô nồi xíu quách đi hả? Bạn bè chơi ác thấy ghê luôn à. Ghê gì ghê. Hồi nãy vô nói đại cho rồi đi. Bởi vì anh á. Trời, chưa tới giờ không bỏ cái tật này. Cái tật này bà chết bà nhé. Bội làm chút xíu nữa tôi lên tim luôn. Lên tim không chịu hỏi con gái rồi cứ lo chữ lộn người ta. Ai thôi, biết đâu. Quá khứ bỏ, tính hiện tại. Đúng. Bây giờ lo chuyện đám cưới hai nó. Mừng liền vậy ha. Ok. Tôi nói cho anh nghe. Sao? Bị con nhỏ rồi của tôi đó à. Còn học vài tháng nữa mới ra trường. À. Giờ thôi để cho nó tiếp tục việc học đi. Rồi. Với lại giờ công chuyện đang đê đê mùa màng sắp tới. Thôi giờ tôi tính vậy, chỉ có cái thời gian này á mình mới quẩn mà mời bà con các nơi về nó cũng đông đủ cho vui. Là mình chờ ra viên đi cái mình mần ha. Rồi quyết định vậy đi. Ờ ra viên mình mần. Anh Sáu và Năm thật là quá đáng. Bây giờ lo cho hai đứa đó, còn hai đứa nhỏ con của tôi cô đi. Cô yên tâm sao? Để tôi tính luôn. Cô biết cô có cháu rồi.